IKEA được thành lập bởi Ingvar Kamprad vào năm 1953 và đi vào hoạt động như một công ty kinh doanh với danh mục đặt hàng qua điện qua thư tại một cái thị trấn ở núi Amherst, Thụy Điển. Ngày nay, đây là một thương hiệu trang trí nội thất gia đình toàn cầu, mang đến khả năng chi trả, sự thiết kế và những thoải mái cho mọi người trên toàn thế giới, tạo ra cuộc sống hàng ngày tốt hơn cho nhiều người. Nào hãy cùng mình khám phá câu chuyện của IKEA tại đây để tìm hiểu về di sản của họ. Điều gì thúc đẩy họ ngày càng tạo ra những hoạt động tích cực đến con người và hành tinh. Đây là sơ đồ lên lầu và các showroom, các phòng của IKEA. IKEA was founded by Ingvar Kamprad in 1953 and came to life a mail order category business in the forested town of Amherst, Sweden. Today, its global home furnishing brand that brings affordability, design, and comfort to people all over the world to create a better everyday life for many people. Now let's explore IKEA's story here to learn more about their heritage, what drives them today, and the ways they seek to positively impact to people and planet. Khi lối sống và công nghệ thay đổi và phát triển, ngôi nhà của chúng ta cũng vậy. Và IKEA muốn giúp bạn, ngôi nhà của bạn luôn được hiện đại. Đó là lý do tại sao IKEA có nhiều loại đèn chiếu sáng, đồ điện tử gia dụng, thiết bị gia dụng, đồ nội thất trong và ngoài trời, sẽ giúp bạn làm cho ngôi nhà của mình thông minh hơn một chút và cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn một chút. As lifestyles and technology change, they're all in boxes. So you take. You see that, and so you see this number is $17.99. $17.99 for it, and then you find out where it is. The code number? Yeah. Well, the marketplace. It's in there. Mm. Yeah. Jonathan will show you how. And then go downstairs. Yeah. To buy that. Mm-hmm. Khi mình nhìn thấy sản phẩm thì mình chụp cái hình cái nhãn và mình đi xuống ở dưới lầu dưới cùng và mình đưa cho nhân viên phục vụ ở dưới họ chỉ mình ở đâu, hoặc là mình nhìn thấy cái nhãn đó trên cái nhãn vị trí ghi là ở cái kệ nào ngoài nào và mình tự nhận lấy hàng. Thì đây là một trong lý do giải thích tại sao hàng hóa của IKEA giá rất rẻ, bởi vì không có nhân viên phục vụ và lấy hàng cho bạn như những cửa hàng khác, mà mình phải là do it yourself, tự lấy hàng ở dưới kho rồi đưa ra tính tiền. Đó là một cách mà IKEA làm nữa mà giảm giá thành cho sản phẩm của mình. Đây là một ý tưởng khá hay. A lifestyle and technology change and involved to do so our homes. And they want to help you and your home stay up to date. That's why they have a wide range of lighting, home electronics, appliances, and more than that will help you to make your home a little bit smarter and your life a little easier. At IKEA, you can find indoor-outdoor furniture, pillow, curtain, carpet, bed, utensil, appliances. Here are products across our entire range, from mattresses to kitchens to food. So changes will be something you will love. Huh? To what? Very good material. Oh, nice. Would you be too sit in this? I don't like maybe too. How to decorate? Mm-hmm.
tại IKEA, bạn có thể tìm thấy đồ nội thất trong nhà, ngoài trời, gói rèm, thảm, giường, các thiết bị, đồ gia dụng, trang trí, đèn, điện, tất cả các thứ. Đây là toàn bộ những sản phẩm phạm vi của IKEA, từ nệm đến nhà bếp, đến thực phẩm. Vì vậy, làm cho những khách hàng rất là yêu thích. Giá ở đây nó rất là mềm. Đấy. Cái hay nữa ở đây là mình thấy cách họ bày biện. Ví dụ như cái đồ dùng nhà bếp thì mình thấy là họ cách bố trí, hoặc là văn phòng, hoặc là trong bàn ăn. Đấy, mình nhìn thấy họ bố trí như thế nào, đèn treo như thế nào, bàn ghế, tủ sofa, cách họ trang trí như vậy, và mình có một cái idea, mình có ý tưởng, mình mua về mà mình bố trí như vậy. Đây là một cái hay. Đấy. A nice idea that IKEA display the product, how to organize, and then the customer can see how it is, and then can, they can have idea and they can buy the product. They display the same at their home. This is a nice idea. Easier to follow, and which style you like, you can select. I like the way they display the product. Many different items, diversified categories, nhiều loại mặt hàng, đủ thứ. Đấy. Mình nhìn thấy cách họ bố trí, họ treo, sắp đặt như thế nào, và mình mua về mình làm y như vậy. Đấy. Mình thấy vậy rồi mình chụp hình cái nhãn mình thích, đem cái nhãn đó xuống dưới quầy tận cùng, mình kiếm hàng và mình ra quầy thanh toán. Ở đây còn có các loại đồ ăn, snack. Cái này là đồ vệ sinh. Mình có biết khá nhiều mặt hàng của IKEA được sản xuất tại Việt Nam, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy store, cửa hàng, outlet của họ ở nước mà nơi họ sản xuất. Thì đây là lần đầu mình thấy họ cửa hàng của IKEA ở Mỹ. Mình nhìn thấy rất nhiều sản phẩm made in Việt Nam. Đây, cái bàn, cách họ xếp lại như thế nào, cách họ bày ra, đấy, hai cánh như thế nào. This table, when fold up and when pull out, you have clearly idea. And we can see the room with area, how many square meter, and which equipment you can put in, with tool, with table size you can put in. Này là cho phòng ngủ, chân ra gói nệm. Này, 129 đô cho cái tủ đó. Khá giá, khá rẻ. Thank you.
Nhà dưới này có quầy ăn uống, bánh hot dog, kem, pizza, biệt là kem có $1 một cây rất là ngon, bánh hot dog rất là ngon. À, trong khi chờ lấy hàng thì mình có thể ngồi đợi được ăn uống tại đây. Yeah. Food to serve downstairs. Ice cream $1. McCoy, very good ice cream. Very heavy. Cast iron. Cast iron. Trí rất là đẹp. Mình đi hồi hơn nửa ngày không chán. Các tầng rất là rộng. Nhà đây là ngày thường, nhưng mà ngày cuối tuần thì rất là đông. Đây là utensil for kitchen. Spend more than half a day, but cannot visit all items. This is working day. If we go on weekend, it's very busy. On cả pillow, tất cả gọi trình ra gói niệm ở đây. Đây, sales service. Furniture. This is explain why IKEA cheap price. You find a product and you take a photo on a tag. You know where is it at this place downstairs at the warehouse. And you see the each track have number and you find it, you get it. Or if it is a torn rack, you can have you can pay at the counter and you give the number to the staff. Staff can give it to you. Sell service means you do yourself. This is the way you get cheap price. Don't have many staff to look at for you, but you find it by yourself. This is how, this explain how you buy cheap product at IKEA. It's waiting for delivery. Now they have home delivery and order pickup. When you order and you give them pay the receipt, you give them receipt and they can give you like the big item they get for you and you wait here. So when the computer screen show the number, you know it's ready, that computer. Yeah, that is screen and you know your item ready, you go there to get it and go home. Yeah. Đây là lý do tại sao mà IKEA mua hàng giá rẻ. Tại mình mua mình tự lái hàng. IKEA đã giảm được những cái chi phí nhân viên phục vụ, cho nên hàng mang về là giá nó rẻ hơn so với những cái nhãn hàng khác. That's all about IKEA.